Sáng ngày 12 tháng 6, Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết địa phương ghi nhận thêm 3 ca nhiễm COVID-19, đều là người trong một gia đình. Hiện cơ quan chức năng đang tập trung truy vết những trường hợp liên quan. Theo đó, 3 ca nhiễm được xác định là bệnh nhân PTN, 37 tuổi, trú tại tổ dân phố Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà. Bệnh nhân NVD, 44 tuổi, là chồng của bệnh nhân N và bệnh nhân NTNH, 3 tuổi, là con của bệnh nhân N. Gia đình này buôn bán tại bờ kè biển Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà, đối diện điểm tắm nước ngọt công cộng nơi phát hiện các ca nhiễm trước đó. Hai bệnh nhân cũng đã được chuyển lên điều trị tại bệnh viện quốc tế cửa khẩu Cầu Treo. Lực lượng chức năng đã lập 5 chốt tạm thời phong tỏa 274 hộ với 1.200 dân. Ngành y tế bắt đầu điều tra xác minh được 34 người tiếp xúc gần. Trong đêm, ngành y tế đã huy động 40 cán bộ lấy mẫu của bệnh viện và trung tâm y tế Lộc Hà, lập 4 điểm lấy mẫu cho toàn thể 1.200 dân trong khu vực phong tỏa, tiến hành phun hóa chất tiêu độc khử trùng khu vực bệnh nhân sinh sống.